học viên thân kính, để tiếp nối chương trình buổi học của sáng hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp qua cái loạt bài về tam nghiệp, đó là khẩu nghiệp. Thì chư quý đồng đạo chúng ta đã biết ở trong tam nghiệp đó, thì khẩu nghiệp Đức Thầy đã khẳng định là nặng nề hơn hết. Đức Thầy nói là trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm, và đặc biệt là chúng sinh tịnh được tam nghiệp thì mới mong về cõi Phật. Nhưng mà Đức Thầy xét lại là khẩu nghiệp các trò còn nặng nề hơn hết. Vậy khẩu nghiệp nặng nề như thế nào, và khẩu nghiệp sanh ra mấy điều ác, và muốn trừ được ác khẩu nghiệp ta phải làm sao? Thì giờ đây kính mời toàn thể chư quý đồng đạo học viên, chúng ta sẽ nghe qua bài học về thân nghiệp do giáo lý viên Quỳnh Thị Kim Loan trình bày. Giờ đây thay mặt ban tổ chức cùng toàn thể chư quý đồng đạo học viên, chúng tôi xin trân trọng kính mời cô giáo lý viên Quỳnh Thị Kim Loan sẽ đến đây trình bày qua bài khẩu nghiệp. Xin trân trọng kính mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban giám thị, kính thưa toàn thể quý vị học viên kính mến. Thì hôm nay một cái nhân duyên lành, chúng tôi đến đây để gặp gỡ toàn thể quý vị học viên của mình. Thì lời nói đầu tiên của chúng tôi hôm nay cũng xin chân thành gửi đến toàn thể quý vị học viên chúc cầu được đầy đủ sức khỏe và được thành đạt trong ngày cuối khóa. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị học viên, thì trải qua mấy ngày chúng ta đã học tập trong cái lớp học giáo lý này, thì chắc hẳn quý vị học viên chúng ta cũng đã thu được cái lợi ích rất là lớn, phải không quý vị? Bởi vì trong cái chương trình học đạo của chúng ta đó, có cái chỗ là có cái câu là lợi ích của sự học giáo lý đó. Mà thật sự cái lợi ích của sự học giáo lý nó hết sức vô cùng lớn lao đó. Như vừa qua đó, chúng ta đã học xong cái chương trình học Phật rồi, nghĩa là từ cái đề tài hay là chữ tu, rồi tại sao ta phải tu, tại sao ta phải tu theo đạo Phật giáo hòa hảo, rồi dẫn đến nói đến lược sử Đức Phật, rồi lược sử các vị hoàng đạo, rồi lược sử Đức Thầy của chúng ta. Thì sau khi mình đã học thì mình đã hiểu, đã biết được, phải không quý vị? Thành ra lợi ích rất là lớn. Nghĩa là có học là mình đã tiếp thu những cái kiến thức, tiếp thu được cái sự học hiểu của mình. Thí dụ như bây giờ đây, quý vị học viên của chúng ta học xong đề tài chữ tu đi. Bây giờ người ta hỏi mình chứ tu là gì, tại sao ta phải tu, cái quý vị học viên trả lời được hết trơn, phải quý vị? Tại vì mình có học rồi, mình có học là tất nhiên chúng ta có hiểu được. Mỗi bài học đã qua đều in sâu vào trong tâm thức của mình. Cho nên đó là cái số vốn trên cái con đường đạo đức. Mà mai đây khi chúng ta, các vị học viên trẻ tuổi của mình lớn lên, mình vẫn nhận thức, nhận hiểu biết về cái con đường đạo đức của mình để đem ra trong cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên các em học viên nhỏ của mình đã cố gắng. Nghe là cái thời gian nó quý báu lắm. Nghĩa là một giờ là các em được học một đề tài rồi. Mà ban tổ chức cực khổ lắm mới tạo ra được cái lớp học như vậy nè. Nào là bài vở, tài liệu, tiền bạc lo cho các em, nào là ăn ngủ vân vân. Thành ra mình phải cố hết cái công của mình để học, để đền đáp lại cái công ơn của ban tổ chức. Và mình có học mình mới tiếp thu được cái kiến thức, cái sự học hiểu của mình. Thành ra chúng ta cố gắng trong cái giờ học,
mình nghiêm chỉnh, mình nghe rồi mình làm bài để mình tiếp thu được cái bài giảng của các vị giám thị nha quý vị, các vị giáo lý viên. Thì bây giờ đây chúng ta sẽ tiếp theo mình học về cái đề tài khẩu nghiệp. Thì trong buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ được học về tam nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì nói đến tam nghiệp ở đây đó nó rất là quan trọng, bởi vì Đức Thầy chúng ta dạy rất là gần gũi với người tín đồ. Nghĩa là trong một cái nền đạo nhập thế đó, vừa tu, nghĩa là tu cho cái bản thân mình, rồi là hành xử với mọi người, và mình tu làm sao để diệt trừ được tam nghiệp trong cuộc sống chúng ta. Cho dầu mình có niệm Phật thật nhiều, cho dầu mình có hành những cái phương pháp cao xa đi nữa, nhưng mà tam nghiệp mình không trừ được thì rất khó, khó khăn trên cái con đường đạo của mình. Bởi vì Đức Thầy đã dạy là trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm, chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Thì Đức Thầy đã khẳng định là mình tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Bây giờ trên đường tu chúng ta niệm Phật là mình muốn về cõi Phật, nhưng mà mình chưa tịnh được tam nghiệp thì chúng ta chưa có thể về cõi Phật, có quý vị. Cái câu nói này hết sức là quan trọng mà Đức Thầy dạy ta. Cho nên hôm nay đây, khi tiếp thu được ba cái bài học này, nghĩa là chúng ta cố gắng làm sao tỉnh cho được thân nghiệp, nghĩa là cái thân của mình không làm điều ác, cái lời nói mình không nói điều ác, và cái tư tưởng của mình không nghĩ tưởng diệt ác. Thì như thế chúng ta đã tịnh được tam nghiệp rồi đó quý vị. Mà Đức Thầy cho biết là cần tu niệm Phật thì cần tu thập thiện, thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Tu thập thiện dứt được thập ác cũng gọi là tịnh tam nghiệp. Và một đoạn nữa Thầy cũng dạy là cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, Tây phương quyết đến chung vui Phật đài. Cho nên mình ráng mình học ba bài học này á quý vị, về nhà mình tập. Các vị học viên trẻ tuổi của mình ráng tập, tập cho cái thân mình không làm điều ác, cái lời nói mình không nói điều ác, rồi tới cái ý tưởng cũng vậy. Thì hôm nay trong cái bài học khẩu nghiệp, quý vị học viên chúng ta lật cái cuốn tập ra trang 36-37 thì mình sẽ thấy được cái bài học đó. 36-37 là đây. Rồi, có chưa quý vị học viên? Có rồi ha. Và thì bây giờ đây chúng ta sẽ nói đến cái phần khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là gì? Khẩu nghiệp Đức Thầy dạy chúng ta là tội lỗi do miệng lưỡi gây nên. Bây giờ chúng ta tìm hiểu coi khẩu là gì? Khẩu là cái lời nói của mình đó. Còn nghiệp là gì? Nghiệp là cái thói quen. Nghiệp là cái thói quen đó. Mới ban đầu thì khi mà mình nói một cái lời nói, như hồi nãy giáo lý viên Phan Chí Tâm mình giảng đó, nghĩa là con người mới sanh thì có cái tánh thiện trời dành, nhưng mà khi lớn lên rồi tập nhiễm theo danh lợi, theo sắc tài, cho nên dần dần đó trở thành cái thói quen, tập nhiễm những cái thói xấu. Thì cũng thế đó, cái khẩu nghiệp ở đây là nó có hai phần về cái nghiệp đó. Nghiệp thì gồm có nghiệp thiện và nghiệp ác. Nghiệp thiện là những cái lời nói mình nói lành, nói phải, mình niệm Phật, mình nói để cho người ta yêu thương, hạnh phúc với nhau, kết thành cái nghiệp thiện, cái đó là nghiệp lành. Còn cái lời nói ác là mới ban đầu thì mình mới có nói thôi. Thí dụ như giờ mình chửi thề, một hai cái câu chửi thề của mình nó không có quan trọng, nhưng mà từ từ mình nói những cái lời ác đó viết lâu dần trở thành cái thói quen gọi là nghiệp. Thì đây chính là cái nghiệp ác mà chúng tôi muốn nói với quý vị học viên để chúng ta chừa và chúng ta tránh. Thì bây giờ đây, khẩu nghiệp sinh ra mấy điều ác? Khẩu nghiệp sinh ra mấy điều ác các học viên?
khẩu nghiệp sinh ra bốn điều ác, đó chính là lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ, mà chúng ta sẽ học qua bốn cái điều ác này. Bây giờ đây, trước tiên là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là gì? Lưỡng là hai, thiệt là lời nói, thiệt là cái lưỡi của mình đó. Lưỡng là hai, thiệt là lưỡi. Tại sao mà gọi là hai lưỡi? Con người chúng ta có một cái lưỡi à, mà bây giờ cái nghĩa chữ lưỡng thiệt là hai lưỡi. Nhưng mà ý chỉ ở đây, lưỡng thiệt là cái lời nói hai chiều. Quý vị học viên chúng ta ghi vào, nghĩa là lưỡng thiệt là cái lời nói hai chiều. Lưỡng thiệt là lời nói hai chiều, còn gọi là ly gián ngữ, nghĩa là cái lời nói chia rẽ với nhau đó. Hai chiều là mình đâm thọc với người này, dùng lời tha thiết đến kẻ kia, đâm thọc cho gây. Thì có một cái câu chuyện này để chứng minh cho cái ác lưỡng thiệt đó quý vị. Nó là làm cho những nó hiểu lầm với nhau, rồi nó gây gỗ, nó quán thù với nhau. Trong cái câu chuyện đời Đường, thì trong cái thời này là cái thời thập bát phản vương đó quý vị. Thì lúc bấy giờ đó, Tần Thúc Bảo đó mở một cái buổi tiệc mừng thọ cho nội tổ của mình. Cho nên mở cái buổi tiệc rất là mơ lớn, mời các vị anh hùng đến để dự tiệc trong cái buổi đó. Thì trong cái buổi tiệc này đó, nghĩa là mới đặt ra ông Tật Trình Giảo Kim á, là ông là cái người để mà đi chuốc rượu. Bởi vì ông Trình Giảo Kim này là một tay giỏi về rượu, cho nên đặt để cho ông là đi chuốc rượu hết người này tới người kia, đi rót rượu đó. Thì ông Trình Giảo Kim ông lại tới ông Đơn Hùng Tính đi. Ông mới nói với Đơn Hùng Tính như vậy nè. Ông nói: nhị ca, nhị ca, tôi nghe thằng La Thành nó nói anh á, nó nói anh là cái thằng mặt xanh, cái mặt như gà mái gì đó, mà anh hùng gì mà động động cái anh xưng anh là anh hùng. Bữa nào nghe nó đánh cho anh một trận, La Thành nó nói với anh như vậy đó. Thì ông Đơn Hồng Tính nghe rồi tự nhiên nổi sung lên, bị gì mình cũng thật sự mình cũng là mặt xanh, ổng mặt xanh. Thành ra ông nghe ông giận lên, ông nói: tao đâu có làm gì đâu mà hâm he tao, nói xài xể tao, đòi đánh đập tao. Được rồi, muốn đánh cho đánh. Thì bắt đầu cái ông đi chuốc rượu rài dài dài qua tới chỗ La Thành, cách đầu chọt Đơn Hồng Tính. Ông nói: La Thành à, ta nói cho mày nghe nha. Đơn Hồng Tính nói mày, mày là thằng con nít, mày xạo quá à. Mày ỷ mày là con của La Nghệ, rồi mày nương theo cái thế của cha mày, mày xạo mày phách. Bữa nào nó bẻ ống giò mày một bữa. Đó, nói là Đơn Hồng Tính hâm he như vậy đó. Bắt đầu La Thành nổi nóng lên, tự nhiên hâm đòi bẻ ống giò tao làm sao. Đó, bắt đầu nghe được rồi, muốn bẻ cứ việc bẻ. Bắt đầu hai đàn mới ghìm với nhau, bên đây liếc qua bên kia liếc qua bên họ, ghìm với nhau rồi. Thì khi mà uống rượu cũng ngà ngà say rồi đó, bắt đầu mới đi ra cửa đó, ra về. Tới cửa rồi hai đàn mới nấn qua lấn lợi sửa sẵn đánh với nhau đi. Thì lúc đó hai đàn sửa sẵn đánh với nhau rồi, nhưng mà nhờ có chư tướng anh hùng cũng đông lắm, ta súng ra ta càng nhằn, thành ra thôi dẹp qua cái chuyện quán thù đó đi. Nhưng mà cái hận thù đó vẫn đưa đẩy tới. Thì sau này đó xảy ra cái chuyện mà gọi là ai thờ chúa nấy đó. Thì Đơn Hồng Tính cũng về thờ bên chúa của Đơn Hồng Tính, La Thành thì thờ bên cái đại đường bên đây. Thì gặp cái chuyện mà đánh với nhau đó, bắt được Đơn Hồng Tính. Thì lúc bấy giờ giao cho La Thành xử tử đó. La Thành nghĩa là đem Đơn Hồng Tính ra chặt đầu, không có nương tay đó quý vị, chặt đầu. Cho nên có cái trong cái bài hát có câu đó: giết kẻ thù chứ giết bạn đằng sau đó. Hai người là anh em kết nghĩa với nhau đó, mấy anh em kết nghĩa với nhau, nhưng mà vì một cái lời chọt của Trình Giảo Kim thôi đó quý vị, mà sanh ra hiểu lầm, rồi quán thù, rồi giết chóc lẫn nhau. Mà chưa đâu quý vị, tương truyền nói rằng khi giết Đơn Hồng Tính rồi đó, xảy ra còn một cái trận sau này đầu thai trở lại. Nghĩa là đầu thai trở lại là Tiết Nhân Quý với các Tô Văn còn giết chóc với nhau một lần nữa. Chúng ta thấy là cái tai hại của ác lưỡng thiệt vô cùng không quý vị. Thì khi mà cái hành trạng nó diễn ra như vậy rồi thì tai hại hết sức là lớn lao, quán thù chém giết lẫn nhau. Bây giờ mình nói tới cái ác lưỡng thiệt này đó,
mà đưa vào cái gia đình nào đó thì cái gia đình đó xào xáo không bao giờ yên ổn được hết trơn. Nhất là cái tình trạng mà mẹ chồng nè, con dâu nè, rồi chị chồng, chị dâu, em dâu mà sống chung trong một cái gia đình rồi đó thì thường xảy ra cái ác lưỡng thiệt. Thí dụ như bây giờ chị chồng, em chồng của mình nó thương chị dâu, em dâu thì không nói gì đi, mà khi nó đụng chạm với nó rồi, nó ghét rồi đó, nó chăm chích chịu cũng không nổi với nó nữa. Mà mẹ chồng bà cũng rầy sơ sơ con dâu, cái chuyện cũng nhỏ thôi, không có gì hết. Thì bữa nọ nó vô nó nấu cơm đi, ra rửa chén, bưng cái mâm cơm, bưng cái mâm chén ra rửa, mà lỡ vô tình nó rớt cái chén hơi nặng tay, nó rớt cái chén đi, rửa mà lỡ nó rớt, cái đó là cái vô tình của nó thôi chứ không phải là cố ý. Bắt đầu nghe em chồng nó gặp vậy rồi nó ra nó học nó mép chứ mà mẹ. Đó bà mẹ thấy không? Nghĩa là bà mới có rầy rầy nó có chút xíu vậy thôi, không có gì chân. Mà vô trỏng rồi nó dằn mâm sáng chén, nó đặt cái chén ở trỏng đó. Bà vô bà coi, đó, nội bao nhiêu đó thôi là thấy cái nó lớn chuyện rồi đó quý vị. Bao nhiêu đó thôi là chúng ta thấy là nó có chuyện xảy ra rồi đó, nó sầu xé với nhau rồi đó. Thành ra cái ác lưỡng thiệt này, cái tai hại đi tới đâu thì nó sẽ quán thù cãi giả gây gỗ tới đó. Trong gia đình thì gia đình bất ổn, còn trong xã hội chồm sớm thì sao hả quý vị? Vài bữa thì nghe gây lộn ào ào, chửi rủa sùm ở trên, giọng cái đồ nhiều chuyện, cái đồ nghe ăn cơm nhà nói chuyện người ta, chửi rủa sùm lên. Do đâu? Cũng là do cái ác lưỡng thiệt, đâm đầu này thọc đầu kia cho nó có chuyện. Ở nhà mình yên ổn không muốn, bắt đầu mình đi lại bà Tám, mình nói đầu này nói đầu kia, rồi lỡ nó sanh sự ra, rồi chửi sùm ở trên. Đó cũng do cái ác lưỡng thiệt, nó đưa trong làng xóm thì làng xóm gây gỗ, đưa vào xã hội thì xã hội đó bất ổn. Mà quý vị thấy cái ác lưỡng thiện này mà đưa vào trong ban trị sự rồi đó nghe, bảy ông trong ban trị sự rồi lây quay có chuyện giận hờn với nhau đó, rồi đưa vào trong công ty thì công ty đó cũng sẽ rối loạn. Mà cái ác lưỡng thiệt này mà đưa vào chỗ vua chúa hoàng hậu thứ phi đó quý vị, mình coi trong những cái câu chuyện rồi, nó chăm chích nó giết hại với nhau, bởi gọi là trong cái cung của hậu cung đó thôi vô số làm ấm những cái quán thù, cái chém giết cũng vì do cái ác lưỡng thiệt. Rồi bây giờ đây, để giải trừ cái ác lưỡng thiệt này thì chúng ta phải làm sao? Thưa quý vị, trong cái quyển sánh giảng, trong cái bài học mình có đó quý vị, phía dưới đó Đức Thầy cho biết là Đức Thầy dạy để giải trừ tai giả ấy phải giữ cho lời nói mình được thành thật chánh đáng, được dạy trong hương đảng mới bớt rầy rà ngoài xã hội, không điều xích mích, và ta cũng không còn chịu ác cảm, tránh sự miệt khinh của kẻ khác. Để đó là trong cái tài liệu mình có đó quý vị, trong tài liệu mình có cái cách giải trừ phía dưới của cái ác lưỡng thiệt đó. Rồi mình chứng minh vào thêm, người chọn nhau tại mình gia vị mà cũng không hưởng được lợi danh, sao rõ ra chúng lại ghét ganh chiêu, cảm quả bất lành thêm nữa. Thì nó gây đến cái thảm cả trảng như vậy đó. Nghĩa là chọn người chọn nhau tại mình gia vị, tại mình thêm mình bớt nó mới có chuyện, gia vị thêm mắm thêm muối với nhau. Trong cái tài liệu mình có cái chỗ để giải trừ những tai giả ấy đó, phải giữ cho lời nói mình được thành thật chánh đáng. Nghĩa là chúng ta phải dùng cái lời nói thành thật chánh đáng đó quý vị, dùng cái lời nói thành thật chánh đáng. Để tăng cái phẩm chất của mình lên. Và phải tin sâu nơi luật nhân quả nữa. Tại vì khi mà chúng ta nói ra một cái lời nói gì đó thì đều có nhân và có quả hết. Mình làm cho người ta đau khổ thì tất nhiên chúng ta sẽ đau khổ ở cái quả sau này đó. Tin sâu vào nhân quả.
Thì đây là cái cách lưỡng giải trừ của ác lưỡng thiệt. Sau khi chúng ta có được vậy rồi thì cái phước nó rất là lớn, cái lợi ích nó rất là nhiều đó. Đó là cái ác lưỡng thiệt. Rồi bây giờ kế đến là cái ác ỷ ngôn. Ỷ ngôn là gì? Ỷ ngôn là cái lời nói ỷ lại đó quý vị. Lời nói ỷ lại. Lời nói ỷ lại. Ỷ ngôn là lời nói ỷ lại. Trong sấm giảng còn dạy là lời chửi mắng kẻ dưới tai. Lời chửi mắng kẻ dưới tai là cái lời ỷ ngôn đó. Thì trong cái phần ỷ ngôn này đó, Đức Thầy cho biết ác thứ nhì ỷ ngôn chất chứa, đợi cho người lầm lỗi xéo dày. Quý vị chứng minh một cái đoạn giảng đó vào. Ác thứ nhì ỷ ngôn chất chứa, đợi cho người lầm lỗi xéo dày. Của tiền nhiều tự phụ rằng hay chủ ỷ thế, nhiếp xài kẻ dưới. Chứng minh qua một đoạn. Trong quyển khuyến thiện đó quý vị, là trong đó quyển 5 có cái đoạn giảng chứng minh về từ cái ác thứ nhất cho tới cái ác thứ 10 đó. Mình lật ra tới cái đoạn nào thì mình chứng minh đoạn đó vào. Thì đây là Đức Thầy dạy mình chứng, sau khi mình giải thích rồi, mình chứng minh qua lời dạy của Đức Thầy, thì bây giờ đây đó mình đã có định nghĩa của ỷ ngôn rồi. Mà nói đến ỷ ngôn này đó, cái định nghĩa rồi, thì cái việc nguyên nhân cái hành trạng nó sẽ diễn ra cho chúng ta thấy các ỷ ngôn này nó có 5 cái điều đó. Nghĩa là chủ ỷ quyền nhiếp xài kẻ dưới là thứ nhất quý vị. Quan ỷ thế mắng chửi dân ngu. Kẻ giàu có thường ỷ tiền bạc xài xỉ người nghèo. Kẻ xảo quyệt ỷ sự khôn lanh nói những điều thất thiệt. Kẻ học thức ỷ sự khôn ngoan dùng lời nói hạ nhục người dốt nát. Đây là 5 cái điều, 5 cái hành trạng diễn ra ỷ ngôn trong cái cuộc sống này. Mà trong cuộc sống của chúng ta đó quý vị, có những lúc mình là một trong 5 cái người này nè. Có những lúc mình là chủ, và cũng có những lúc mình là tôi tớ nữa. Rồi mình cũng có những lúc mình làm quan, rồi cũng có những lúc mình làm dân thường nữa. Có những lúc mình làm người giàu có tiền, có bạc, có học thức, vân vân. Rồi cũng có những lúc mình nghèo, mình ở dưới những người đó. Thì trong cái 5 cái điều này mà Đức Thầy đưa ra đó, mình có trong mong một trong 5 người đó quý vị. Có khi mình cũng làm chủ, rồi có khi mình cũng làm nhân công nữa. Thì chúng ta thấy trong xã hội hiện nay đó quý vị, Đức Thầy đã dạy ra cho biết chủ ỷ quyền nhiếp xài kẻ dưới. Mình thấy người chủ ỷ mình làm chủ, ỷ mình làm là lớn rồi mình coi không ra gì hết trơn. Nghĩa là nhân công mình, tôi tớ mình lỡ nó có sai phạm một điều chi đó, thẳng tay mình chà đạp, mình chửi mắng, mình không nương tay. Đó là cái ỷ ngôn, trong cái ác ỷ ngôn. Nhưng mà thưa với quý vị, nếu chúng ta đặt vào cái mình là những cái người dưới của những người đó, thì mình sẽ đau khổ vô cùng. Đau khổ vô cùng. Mình thiếu phước, mình vô phần, cho nên kiếp này mình mới chịu phải dưới tay người ta như vậy đó. Phải chịu làm nhân công, phải chịu làm tôi tớ, phải chịu làm kẻ dưới, rồi phải chịu làm kẻ ngu dốt dân. Nghĩa là đủ cái cảnh khổ đưa đến là do chúng ta thiếu phước hơn họ, cho nên chúng ta phải chịu cái cảnh như thế. Thì ở đây đó, cái người mà ỷ ngôn rồi họ dùng những cái lời nói họ hạ nhục người dốt nát dưới mình. Nhưng mà họ quên rằng một cái lời nói ác của mình đó là đem đến cái sự tổn đức vô cùng đó. Cho nên đó là cổ nhân có cho biết là bán cú phi ngôn, ngộ tổn bình xâm chi đức.
Nghĩa là một cái lời nói không phải rồi đó, nó tổn cái đức bình sanh của mình vô cùng đó quý vị. Nó hết sức là nó có tội, có lỗi. Cho nên đó là Nhãn Ngữ Pháp cũng đã dạy là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Trước khi nói phải cẩn thận ở cái lời nói mình, phải uống lưỡi coi cái lời nói này có đem cho người ta đau khổ hay là không. Cái lời nói này mình nói ra người ta có vui hay là không. Cái lời nói này khi mình nói ra rồi đó, người ta có vừa lòng tỏ ý hay không, hay là người ta đau khổ. Mình phải uống lưỡi, mình phải kỹ lưỡng khi nói chuyện. Bởi vậy người ta có câu làm lời nói như tên, không nên bắn bậy. Khi mình bắn ra một cái mũi tên đó rồi đó, nói thật sự quý vị học viên, chúng ta không bao giờ rút lại được cái mũi tên đó đâu. Cho dầu mình có ân hận, mình có đến xin lỗi người ta, cũng khó mà hàn gắn được cái vết thương lòng của người ta. Mình bắn bậy rồi là khó có rút lại được. Cho nên có câu là lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói mà mắt lại cay cay, lời nói không là mây mà đưa ta xa mãi. Sao không ngồi nghĩ lại, nói với nhau nhẹ nhàng. Thật sự như vậy đó, lời nói không phải là con dao đâu, mà nói ra nói xấu mình, nói ra nói oan mình, nói ra nói như là hạ nhục mình, rồi cái mình đau lắm. Mình rất là đau, mình đau mà mình tức giận trong lòng mình lắm, mà mình nói không được, mình trả lời không được. Về rồi đó, tối mình nằm mình ngủ đó quý vị, nhúc nhích cái cũng đau. Cái vết thương lòng của mình nó rạn nứt ở trong tâm của mình đó, hàn gắn không được. Nó đau, nhúc nhích cái cũng nhớ, nhúc nhích cái nó cũng đau. Cái dao mà mình đứt tay rồi đó, 5 bữa 3 bữa nó có thể lành được. Nhưng mà cái lời nói oan ức, cái lời nói hạ nhục cái người dưới tay mình, hoặc là cái người ngang mình mà mình dùng cái uy quyền, cái thế lực để mình chà đạp người ta rồi đó, ta nhớ hoài ta không quên, ta đau lắm. Rồi lời nói không là khói mà mắt lại cay cay. Nó không phải là khói, nhưng mà cái mắt mình nó cay xé, nó rớt nước mắt liền. Nói một câu nói rồi nó rớt nước mắt liền, nó đau như vậy đó. Rồi lời nói không là mây mà đưa ta xa mãi. Nó không phải là mây, nhưng mà cách xa vĩnh viễn. Nói ra một lời nói không phải rồi đó quý vị, không có gần gũi nhau được nữa đâu. Hôm nay đây tôi đi cầu nguyện, tới cái chỗ ban trị sự tôi cầu nguyện, hoặc là tới chỗ đồng đạo tôi cầu nguyện đi, mà tôi gặp cái chị đó rồi nha, tôi giận chị. Hôm trước chị nói nặng nói nề tôi, chỉ hạ nhục tôi. Hôm nay tôi đi lại đó tôi cầu nguyện, tôi gặp chị rồi, tôi không lại gần chị, tôi qua cái bàn khác tôi ngồi, tôi không lại gần chị nữa đó. Đến nỗi xa cách như vậy đó, nó không còn gần gũi với nhau nữa. Thành ra mình thấy đó, nó nguy hiểm ở lời nói vô cùng, nhất là cái lời nói ỷ môn nữa. Chúng tôi có một cái câu chuyện này thì quý vị chắc cũng có thường nghe. Cái câu chuyện của cái anh học trò nghèo này đi học, đi thi đó quý vị. Thì một bữa nọ anh ta đang trên đường đi học, thì đi ngang qua cái miễu ông Thổ Thần. Hằng ngày như thế đó, thì bữa nọ đi qua, ngang qua miễu ông Thổ Thần, thì tự nhiên ông Thổ Thần ông đứng dậy ông chào. Ông chào, ông cung kính ông chào. Thì ông học trò này về mừng quá, không biết cái vụ gì mà tự nhiên bữa nay ông đứng dậy ông chào mình. Đi về mới nói với mẹ, cho mẹ hay: mẹ ơi, hôm nay con đi học nghi ngang, tự nhiên ông thần ông đứng dậy ông chào con mẹ. Thì bà mẹ bà nghe nói vậy, cái bé mới nói: vậy sao con không có hỏi coi ông thần đó ông chào con sao mà ông chào tôi, mà lần ông không chào mà bữa nay ông chào, sao con không hỏi ông coi. Cái người học trò nghèo này nghe nói như vậy rồi, bắt đầu bữa sau cái mới đi ngang gặp ông thần nữa, cái ông đứng dậy ông chào nữa. Cái cậu học trò này mới hỏi: nói vậy chứ thưa ông, bình thường tôi đi ngang ông không có chào tôi, tại sao mấy bữa rày ông mỗi lần tôi đi là ông chào tôi? Thì ông thần ông mới nói như vậy nè, ông nói bây giờ trên thượng đế đó đã liệt kê cái danh sách hết rồi, nghĩa là kỳ thi này ngài sẽ được đổ trạng nguyên, nghĩa là cái chức trạng nguyên thì lớn hơn cái ông thần của tôi lắm, cho nên tôi cung kính tôi chào ông vậy đó.
Thì nghe nói như vậy rồi cậu học trò này mừng quá, mừng đi đi về mới khoe với mẹ mình: mẹ ơi, bây giờ con là được kỳ thi này con sẽ đỗ trạng nguyên. Thì lúc đó đó bà mẹ đó, bà nghe bà quá sức vui mừng đi. Bởi vì gia đình nghèo mà, cậu học trò này nghèo, bà phải tảo tần lo làm ăn để nuôi cậu học trò này. Thì bây giờ đó thường thường bà hay thiếu nợ lắm, thiếu nợ này kia đủ thứ hết trơn cho người hàng xóm. Bữa nọ rồi nghe nói con mình đỗ trạng nguyên, bà mừng quá, cho nên bà mới đi mượn. Bà đi mượn tiền, mượn gạo, vì trong nhà hết tiền hết gạo rồi. Đi vô mượn lại xóm trên xóm dưới mượn tiền mượn gạo. Thì người ta thấy bà nghèo quá không có tiền trả, người ta đâu có cho mượn đâu. Mượn chỗ nào người ta cũng không cho hết. Lúc đó bà nổi xung lên bà chửi. Bà nói mai đây mốt nọ rồi con tao làm trạng nguyên, tao sẽ là mẹ của trạng nguyên. Mà nhé, tụi bay mà khi dễ tao như vậy rồi, mai mốt con tao đổ đạt rồi, tao kêu nó chặt đầu từng đứa tụi bay hết. Nghĩa là tao cấm nhà cấm đất, tao đuổi tụi bay ra khỏi cái thôn này, cái xóm này, cho tụi bay còn là hiếp đáp tao nữa hay không. Thì lúc đó bà giận hờn, bà hăm he đánh giết chửi rủa, nghĩa là cấm nhà cấm đất người ta. Bà dùng cái lời nói thó mạ với những người đó. Sau cùng bà về. Thì ngày hôm sau đó cậu học trò đi ngang qua cái đình thần, ông thần không còn chào hỏi nữa. Thì về mới nói với mẹ, nói mẹ ơi sao mà bữa nay con đi học ông thần ông hết chào con rồi. Bà mẹ mới nói thật, sao con không hỏi con sao ông không chào tôi nữa. Thì bữa sau đi ngang nữa mới hỏi ông thần. Thì ông thần ông nói đáng lý ra kỳ khoa thi này ông sẽ được đỗ trạng nguyên, nhưng mà mẹ của ông ỷ lại quá đi. Ỷ lại chưa gì trơn mà ỷ là con của quan trạng rồi, hà hiếp dân lành, đòi chặt đầu chặt cổ, cấm nhà cấm đất người ta. Cho nên ông mất cái đức, ông không còn là, nghe là kỳ thi này ông không còn đổ đậu được. Thiên đình đã rút lại cái danh sách rồi, cho nên tôi khỏi phải kính ông nữa. Ông là người bình thường thôi, khỏi phải chào ông nữa. Thưa với quý vị, mình thấy không quý vị, chỉ một những cái câu nói chúng ta đó, mình nói một cái lời nói thì chúng ta sẽ tạo có một cái phước đức. Còn mình nói một cái lời nói rồi đó, chúng ta sẽ mất cái đức vô cùng. Cho nên nghĩa là mình không nên mở miệng ra để nói một cái lời nói ác. Bởi vì thánh nhân cũng cho biết là văn ngôn chánh phước lai quả khứ, văn ngôn tà phước khứ quả lai. Nghĩa là một cái lời nói chân chánh của chúng ta đó thì phước lai quả khứ, nghĩa là cái phước đến cái quả đi. Còn văn ngôn tà là một cái lời nói tà dại rồi đó thì cái phước đi cái quả đến đâu quý vị, nó nguy hiểm như thế đó. Bởi vậy Đức Thầy dạy là tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. Nói một cái lời nói thiện thì phước đức đem đến cho chúng ta. Vậy chứ tôi hỏi quý vị học viên trẻ tuổi của mình nè, các em học viên có muốn cho mình có cái phước không, hay là muốn cho mình có cái quả? Thì tất nhiên tất cả các em học viên mình đều muốn cho mình có được cái phước hết. Thành ra khi chúng ta mở miệng ra thì mình phải nói cái lời nói hiền lành tốt đẹp, không nên nói những cái lời nói ác đức. Thì đó chính là chúng ta đã tạo cái phước cho mình. Thì đó là cái ác ỷ ngôn. Thì bây giờ đây cái cách trừ của ác ỷ ngôn Đức Thầy dạy: hãy tránh những sự hiếp người như thế ấy. Hãy tránh những sự hiếp người như thế ấy. Trong tài liệu của mình đã có đó quý vị. Vì những kẻ dưới tay mình cũng có đầu óc, cũng biết nghĩ suy, nhưng tại họ bạc phước vô phần nên phải lụy mình vậy. Nếu họ có lỗi lầm hãy dạy dỗ họ, dùng những cam ngôn mỹ từ, những lời trang nghiêm êm dịu chỉ bảo, không khá bao biếm mà mang điều tội lỗi. Thì đây là cái cách trừ ác ỷ ngôn mà Đức Thầy đã dạy đó. Đức Thầy đã dạy đó. Chứng minh vào
chúng vô phước đời này dốt nát, người khôn ngoan chỉ dẫn mới là. Lời trang nghiêm êm ái thốt ra, đừng bao biếm mới là nhân thiện. Chứng minh bốn câu vô. Thì đó là chúng ta đã có cái cách giải trừ của cái ác ỷ ngôn. Thì bây giờ đây kế tiếp chúng ta sẽ có tới cái ác ác khẩu, là cái ác thứ ba. Ác khẩu, ác khẩu là gì? Lời nói là ác khẩu, là lời nói độc ác đó. Lời nói độc ác, tục tằn, chửi rủa thần thánh. Ác khẩu là lời nói độc ác. Lời nói độc ác. Lời nói độc ác, tục tằn, chửi rủa thần thánh. Quý vị chứng minh vô. Tới ác khẩu thứ ba bài biện, tiếng tục tằn thô lỗ hung hăng. Nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu. Chứng minh vào bốn câu. Tới ác khẩu thứ ba bài biện. Chứng minh bốn câu vô. Thì nói đến cái ác khẩu là cái ác này nó càng quan trọng, nó càng nguy hiểm vô cùng hơn nữa đó. Thì trong xã hội hiện nay đó, chúng ta thấy cái ác khẩu này rất là nhiều đó quý vị. Nhất là với các em trẻ tuổi của mình đó. Mình tập nhiễm. Mới ban đầu thì ai cũng hiền lương đức hạnh, nhưng mà khi ra ngoài đường rồi đó, mình tập nhiễm theo cái thói hư, cái tật xấu của bạn bè mình. Cha mẹ ở trong nhà mình thì không có đi, ra đường bạn bè mình mà nó chửi thề rồi cái cũng bắt chước, chửi thề theo. Mới ban đầu thì bắt chước một câu, hai câu, riết rồi thành cái thói quen, chính là cái nghiệp đó. Thì khi mà thành cái thói quen rồi mở miệng ra chửi thề. Chúng tôi nhiều thấy có nhiều đứa em nghe thôi, nó nói chuyện ra nó thôi, nghe rồi thành cái thói quen luôn, mở miệng ra là có cái câu chửi thề trước, mà nói gì nói. Thì đây là những cái lời nói độc ác đó, tội lỗi đó. Khi mình mở miệng mà chửi thề là mình đã mang vào đó cái khẩu nghiệp của mình rồi. Thành ra chúng ta ráng cẩn thận ở cái lời nói của chúng ta. Rồi nhớ, rồi còn thêm cái cách mà chửi rủa thần thánh nữa. Đức Thầy dạy mình đó quý vị, nghĩa là cái ác khẩu này là cái tiếng tục tằn thô lỗ, chửi rủa thần thánh đây. Chúng ta thấy là con chửi mẹ mắng cha, chẳng kể luân thường thảo hiếu. Mạnh bạo hăm me đánh giết những kẻ yếu hèn, hiếp đáp sớm chờm cô bác. Mở miệng ra chửi gió mắng mây, trù rủa gia đình không kiên thần thánh. Tối ngày kêu réo Phật trời, mời thỉnh long cung, làm cho tội lỗi càng thêm chồng chặt. Khi mà chúng ta nói một cái lời nói ác với những cái đấng bề trên, những đấng thần thánh, với cha mẹ, với ông bà của mình rồi đó, thì tội lỗi vô cùng đó quý vị. Mắc vào cái nghiệp tội. Nghĩa là khi mở miệng ra nói những cái lời nói đó, chúng tôi có nhiều khi đó, các ông bà, các cha mẹ của mình cũng ỷ mình là lớn, là nội, là ngoại, là ông, là bà, là cha, là mẹ. Nhiều khi dùng cái lời nói ác để áp đặt con cháu của mình. Có nhiều khi rầy nó, cũng như những cái lời nói có thể là nói oan cho nó, nói ức cho nó nữa. Rồi nó cũng đau khổ, nó cũng là uất ức trong lòng nó vô cùng. Như có cái câu chuyện trên báo đài chúng tôi thấy được đó. Nghĩa là bà nội đó, với là đứa cháu nội này ở chung với nhau. Thì
cha mẹ nó chết rồi, sống với bà nội. Thì bà nội này đó bị gì già cả, cũng không có dạy dỗ được nhiều, cho nên lớn lên rồi nó sinh đó là ra những cái thói hư tật xấu, nó đi chơi với bạn bè đó, nó mang vào cái tội hút chích ma tí đi. Nó bị hút chích ma tí về, nó nghiện ngập rồi, nó cũng quậy cũng phá lắm. Thì lúc bấy giờ bà nội nó giận lắm, chửi rủa mắng nhiếc nó, nói nó là con hư, mày là quan đàn chi địa, mày đi hút đi chích về, mày phá làng phá xóm vân vân. Thì bà cũng dùng cái lời nói ác để bà nguyền rủa nó lắm. Thì trong khi đó đó, nó cũng là một con người có ý thức, nó cũng biết được thôi bây giờ mình phải cố gắng làm sao mình làm lại cuộc đời của mình. Thì lúc đó nó quyết lòng, nó đi cai nghiện cái gì, đi cai nghiện. Thì sau khi nó đi cai nghiện mà nó cai nghiện được thành công rồi đó, thành công, nó trở thành về con người tốt rồi. Nhưng mà bà nội, trong cái tâm thức của bà nội vẫn ấn tượng rằng nó là cái thằng ma túy. Bà cứ nghĩ vậy hoài à. Mặc dầu nó đã đi cai nghiện rồi, khi đi về rồi đi chơi một bữa nọ, đi chơi với bạn bè, ăn uống rồi với bạn bè thì cũng có uống chút rượu rồi thôi. Khi đi về rồi không biết bà quạo quọ cái chuyện gì không biết, mà bà gặp nó rồi bà nổi nóng lên, bà chửi bà mắng nó. Bà nói là cái thằng mày là cái thằng con hư, mày suốt cuộc đời cũng không ra gì. Nghĩa là mày nói mày đi cai nghiện nhưng mà tao thấy mày cũng không có được cái gì đâu. Mày sống cũng là làm cho xã hội xấu xa thêm thôi. Bà dùng những cái danh từ bà miệt thị nó. Thì lúc bấy giờ nó cái cơn nóng giận nó bừng lên, tại vì nói oan nước cho nó quá đi, cho nên nó tức giận. Nó nói cho dầu mình có làm tốt thế mấy đi nữa thì bà vẫn coi là mình là con người xấu. Bắt đầu nó đi ra ngoài. Ra ngoài rồi nó không còn kiềm chế được cái bản thân. Sau cùng nó nhậu nhẹt và nó dướng vào ma tí nữa quý vị. Dướng vào ma tí lần thứ hai. Thì lần thứ hai này nó quyết tâm là nó không còn cái gì nữa trơn. Nó quậy tới luôn. Về nhà mà bà nói nặng nó rồi, nó dùng cái cây đó quý vị, nó đặt vào đầu bà một cái chết tốt. Bà lăn ra bà chết. Thì anh em bà con dòng họ ta quảng hồn, ta súng lại, ta đánh nó. Thì đánh tới đâu nó đánh lại, nó dùng cây nó phang, nó đập, nó chém, nó giết. Sau cùng thì đem ra trước tòa án đó quý vị, trước dành móng ngựa. Thì nó than, nó nói là do nó bây giờ nó phạm tội như vậy là chính do bà nội nó đưa đẩy nó vào con đường bước đường cùng. Nó đã muốn phục thiện, nó đã muốn làm lại cuộc đời rồi, tại sao bà cứ dẫn cho nó là con người xấu, bà đưa đẩy nó vào tới cái chỗ như thế này, bà chửi mắng nó, bà như là nhục mạ nó như vậy. Cho nên nó lời sau cùng của nó nói cái câu nói đó là như thế. Chúng ta thấy đó quý vị, cho nên chúng ta phải dùng những cái lời nói dịu dàng hiền hậu để dạy dỗ con cháu mình, mà không nên nói những cái điều ác đức. Nếu cha mẹ trong nhà lỡ có xích mích với nhau, lỡ có gây gỗ với nhau thì cũng phải nói nhỏ nhẹ với nhau, ra chỗ nào kín đáo để mà dùng những cái danh từ nói với nhau, chứ không nên mà gây lộn rồi là đấu khẩu với nhau cho con mình nó thấy. Con mình nó gặp những cái thảm cảnh này rồi nó đau khổ lắm, nó mất đi cái niềm tin với cha mẹ. Thì cũng có một cái câu chuyện cha mẹ người này, câu chuyện có thật luôn, còn trẻ. Thì một bữa nọ tới cái đám làm tuần, nghĩa là có người bạn tôi đi đám làm tuần của cái gia đình này. Thì chính cái bà vợ bà kể lại, mà nói là nghe là vợ chồng tôi thì hồi nào giờ cũng không có gây gỗ gì với nhau. Bữa nọ sao mà xích mích với nhau, người nào cũng nóng tánh hết, chửi lộn quá chừng với nhau đi. Nghĩa là ông cũng không nhịn, bà cũng không nhịn, ấu đả với nhau vô cùng. Thì lúc đó đứa con gái nó đi học về, nó đi học về nó thấy ông bà quá sức là gây gỗ rồi, nó mới quảng hồn, nó đứng nó núp vô trong cái cây ấy. Nó đứng nó nhìn, nó nhìn là nó nhìn thấy, nó tưởng đâu là tan nát hết rồi. Nghĩa là cái cảnh mà gây gỗ như vậy là không có còn cái gì để nấu giá chấp lệch hết. Từ đây gia đình mình sẽ tan nát hết, như là cha mình nơi ngã mình, mẹ mình ngã, mình không còn sống được, sống chung cái cảnh gia đình hạnh phúc như thế này nữa. Lúc đó nó đau khổ quá sức đi, nó mới bước ra ngoài giường, nó ngồi phịch xuống cái góc mít á. Thì nó nhìn lên, nó thấy cái chai thuốc phá quang đó quý vị. Nó cầm cái chai thuốc phá quang, nó uống vô một hơi rồi nó nhảy đập 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 rồi nó chết luôn quý vị.
thì khi cha mẹ nó nghe được rồi chạy ra hết dây lộn quảng hồn, chạy ra coi thì con mình đã chết rồi. Vì do mình đó quý vị, do cha mẹ mình đưa đẩy con mình vô cái bước đường cùng, cho nên lỡ mà có gây lộn với nhau đó quý vị, dẫn chỗ khác gây, đừng để cho con mình nó thấy tội nghiệp nó. Mình phải ráng làm sao tạo những cái điều đức hạnh cho con cháu mình, để làm sao mà nuôi cái ý chí của nó. Thành ra tới cái điều cái ác thứ ba này đó, Đức Thầy dạy mình cái cách giải trừ đó. Để giải trừ những tai giả ấy, phải giữ cho lời nói mình được thành thật. Thì Đức Thầy dạy cho chúng ta đó, để giải trừ thì trong cái cách trừ đó, thì dạy hãy bỏ những tiếng tục tằn thô lỗ. Hãy bỏ những tiếng tục tằn thô lỗ làm cho đời sống được êm dịu thanh bay hơn. Hãy bỏ những tiếng tục tằn thô lỗ làm cho đời sống mình được êm dịu thanh bay hơn. Quý vị chứng minh cái đoạn đó vào trong cái cuối của cái ác khẩu đó. Đối với cha mẹ phải có lễ độ, đối với con cháu trong nhà không nên nói những điều ác đức đó, phải dùng lời nói dịu dàng hiền hậu chút. Thì đó là mình cái cách ác trừ, cái cách ác khẩu mà Đức Thầy dạy. Là Đức Thầy dạy mình đó, cuối của cái đoạn quyển năm đó, nghĩa là tiếng tục tằn thô lỗ hung hăng nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng chẳng kể đến, lưng thường thảo hiếu hâm đánh giết những người hèn yếu giết sớm chồm cô bác chẳng kiên, trong gia đình chửi rủa liên miên hết dương thế tiêu xong thành thánh, chẳng kiên nể Phật trời thượng cảnh cõi long cung mời thỉnh tối ngày, đời ấm u tội trọng thảm thai khuyên bá tánh bá gia ráng bỏ, hương tổ phụ còn roi lại đó sao không theo nề nếp gia phong, chư thánh thần đâu có mất lòng mà kêu réo đông tây nam bắc. Đức Thầy dạy hương tổ phụ còn roi lại đó, chứng minh những cái đoạn này vào sao không theo nề nếp gia phong, chư thánh thần đâu có mất lòng, chứng minh sáu câu vô ha quý vị, sáu câu vô mà kêu réo, sáu câu hoặc là tám câu vô. Thì đó là cái cách trừ của cái ác khẩu, cách trừ của cái ác khẩu. Thì bây giờ đây chúng ta sẽ tới cái giọng ngữ đó quý vị, tới cái giọng ngữ. Giọng ngữ là gì? Là cái lời nói thêm thừa quyển hoặc có nói không, không nói có. Lời nói thêm thừa quyển hoặc quyển hoặc có nói không, không nói có, chứng minh vào cái đoạn Đức Thầy dạy ác giọng ngữ thứ tư cũng cấm. Chứng minh vô ác giọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm thừa quyển hoặc đủ điều, ghét người thời kiếm chuyện và thiêu, thương diện lẻ thấp cao bào chữa. Thì cái ác giọng ngữ này đó, cái hành trạng nó diễn ra, Đức Thầy cho biết đó quý vị, cái hành trạng diễn ra đó là ác giọng ngữ đã làm nguyên nhân cho những sự bất công của nhân loại. Thương người nào kiếm cách bào chữa sự quấy, giấu giếm. Thương người nào kiếm cách bào chữa, giấu giếm sự quấy và thiêu thùa sự tốt ra. Ghét ai đặt điều nói xấu và che đậy cái điều phải của họ. Khoe khoang, tự đắc, xảo trá đa ngôn, những kẻ điêu hoa thường làm cho thiên hạ khinh khi miệt thị. Thì tới cái ác giọng ngữ này nó đảo lộn sự thật đó quý vị. Nó đảo lộn sự thật. Thí dụ như giờ mình thương bạn mình quá đi,
thương bạn mình quá rồi, mình lỡ bạn mình có xấu đi nữa còn mình cũng giấu giếm cái sự quấy, mình thiêu thùa sự tốt ra, mình nói là à bạn tôi tốt quá, bạn tôi làm được việc này, bạn tôi làm được việc kia, nhưng mà mình giấu cái xấu của bạn mình. Còn ghét ai đặt điều nói xấu và che đậy cái điều phải của họ, ghét rồi bắt đầu đó nha, mình che cái đậy cái điều xấu của người đó, mình thiêu thùa đó là mình ghét rồi đó, cái điều tốt của người ta mình không nói đâu, mình che đậy hết, mình nói cái xấu người ta ra không đó. Bởi vậy cho nên đức, nghĩa là cổ nhân ca dao có câu là thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau cái bồ hòn nó cũng méo, hoặc nhau thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, hoặc là thương nhau cao sáu trẻ ba, ghét nhau cao sáu trẻ ra làm mười. Nó thương nó ghét này mà nó không đúng với cái sự thật, nó làm đảo lộn cái sự thật hết. Như có một cái câu chuyện là cái ông vua Di Tử Hà, ông vua này là ông vua, không phải là ông vua này là thời nước Ngụy, thì ông có một cái ông quan đại thần tên là Di Tử Hà. Ông Di Tử Hà này là một cái vị quan, nhưng mà ông vua rất là thương, thương lắm, đi đâu cũng dẫn đi theo trên. Một bữa nọ đi vô giường Thượng Nguyễn, dạo giường Thượng Nguyễn thì vua cũng dẫn ông Di Tử Hà này theo. Thì lúc bấy giờ đó Di Tử Hà nhìn thấy một cái trái đào, nó hết, nó đã chín rồi, nó ngon lắm. Cho nên Di Tử Hà này mới hái cái trái đào đó, nhưng mà không biết là ngọt hay là chua. Ông Di Tử Hà ông mới cắn một cái ăn thử coi nó ra làm sao. Thì khi mà ăn rồi thấy trái đào quá ngon đi, mới đưa cho vua ăn. Nói à, tao bệ hạ ăn trái đào đi, này đi, trái đào này ngọt quá, ngon lắm. Thì ông vua cũng ăn, mà ông không có bắt tội ông Di Tử Hà, mà trái lại ông khen. Ông nói Di Tử Hà này thật là một cái vị tâu trung, nghe là cái miếng ăn ngon như vậy mà nhường cho trẫm ăn như vậy, quả thật là một cái vị tâu trung. Rồi một bữa nọ ông Di Tử Hà đó, ông đang nghe là nửa đêm mẹ ông bệnh nặng đi, thì ông mới lấy chiếc xe của vua đó chở mẹ đi. Mà thông thường đó, nếu ai lấy xe vua đi phải bị tội chặt chân, tội chặt chân. Mà ông không sợ, lấy xe vua chở mẹ đi trị bệnh. Thì khi ông vua ông nghe được rồi đó, ông khen nữa, tại ông thương mà, ông đâu có bắt tội. Ông khen, ông nói Di Tử Hà là một người con hết sức là có hiếu, không sợ tội chặt chân mà lấy xe vua đưa mẹ đi như vậy, quả thật là một người con bất có hiếu, một người tâu trung và một người con hiếu. Ông khen tóm tắt. Nhưng mà sau này đó quý vị, nghe là các vị gian thần có người đó họ châm chích, họ chăm chích, họ nói với vua sao không biết. Bắt đầu ông vua ông ghét Di Tử Hà, bắt đầu tới ông ghét rồi thì sao quý vị, ông đem ra ông bắt tội. Ngày xưa đó ông khen, ông nói ăn trái đào là tâu trung, nhường miệng cho ông ăn. Bây giờ ông đem ra ông bắt tội, ông nói là dám ăn đồ thừa cho vua ăn là mang tội khi quân, dám lấy xe vua trong nửa đêm đi là mang tội chặt chân. Đem Di Tử Hà ra tử hình giết chết. Thưa quý vị, thì cũng một cái thương cái ghét thôi. Khi thương rồi cái gì cũng được hết, nghĩa là châm chế tất cả. Mà khi ghét rồi thì thôi, nghĩa là cái tốt gì cũng không tha thứ được. Thành ra chúng ta thấy đó, cái ác giọng ngữ này nó đảo lộn, nó làm cho nhân loại là không có công bằng, không có cư xử với nhau đúng đắn. Cho nên chúng ta thấy là cái tệ nạn, cái ác giọng ngữ này. Mà hiện nay đây đấy, cái giọng ngữ này đó, nó càng ngày càng lan rộng ra thêm, nó làm cho con người nghĩa là phải chịu nhiều cái thảm họa, cái thảm cảnh khổ đau. Thì bây giờ đây tới cái cách giải trừ ác giọng ngữ này, thì Đức Thầy dạy mình cái cách giải trừ đó quý vị. Cái tai hại của cái ác lưỡng thiệt này chúng ta thấy đó, cái người mà làm ra cái ác lưỡng thiệt này thì gây đau khổ cho người khác, mất đi cái uy tín của mình. Thì tới cái tai hại ở đây, cái tránh ác giọng ngữ đây, thì Đức Thầy cho biết hãy tránh những điều khiến cho tư cách nhân quần phải bị giảm hạ. Hãy tránh những điều khiến cho tư cách nhân quần phải bị giảm hạ. Hãy tập tánh nói năng chân chánh, chân chánh bỏ lối láo xược, trớ trêu chẳng nên cháo chát chới người, bỏ tiếng xảo ngôn và phải dùng lời chân chất. Hãy tránh những điều
Thì trong cái quyển trong cái chỗ ác trọng ngữ đó, nó có cái cách giải trừ này chúng ta ghi vào. Và thì sau khi mình đã có cái cách giải trừ này rồi thì tất nhiên chúng ta sẽ không có còn bị trong cái ác vọng ngữ này nữa. Kính thưa chư quý đồng đạo, thì bây giờ đây đó, qua cái câu hỏi của bốn cái câu về cái ác, trong cái câu đó có cái câu như thế này để trị, nghĩa là tóm tắt bốn ác của khẩu. Thì chúng ta đã biết rồi đó, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu và vọng ngữ. Trong cái câu hỏi đó, chúng tôi xin lặp lại đó, quý vị. Thì tóm tắt bốn ác của thân trong cái câu hỏi đó, thì bốn ác của thân là gì? Nghĩa là gồm có lưỡng thiệt là lời nói hai chiều, ỷ ngôn là lời ỷ lại, chửi mắng kẻ dưới tai, ác khẩu là những tiếng độc ác, cọc tục tầng, chửi rủa thần thánh. Rồi giọng ngữ là gì? Lời nói thêm thừa, quyển hoặc, có nói không, không nói có. Đó là chúng ta đã định nghĩa được các giọng ngữ. Và chúng ta chứng minh thêm câu giảng của Đức Thầy vào. Rồi bây giờ đến cái cách giải trừ. Chúng ta có thể gom gọn lại cái cách giải trừ của cái ác khẩu như sau. Muốn trừ ác khẩu này chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta phải nương theo chánh ngữ của Đức Thầy đã dạy đó quý vị. Nương theo chánh ngữ của Đức Thầy, nghĩa là hãy tập cho lời nói mình trong cái phần chánh ngữ đó, hãy tập lời nói mình cho chân chánh, đúng với sự thật. Đây là cái cách trừ, nghĩa là cách trừ ác khẩu đó. Thì cái cách trừ ác khẩu quý vị có thể rút ở trong cái phần chánh ngữ đó, đầu trang 29 có cái cách trừ của chánh ngữ, quý vị lật ra đầu trang 29 trong tài liệu của mình đó. Trong đó cái bài chánh ngữ có cái cách trừ chánh ngữ, hãy tập cho lời nói mình chân chánh, đúng với sự thật. Cách trừ khẩu nghiệp, thì trong cái cách trừ đó có thể trừ được bốn cái ác luôn đó quý vị. Bốn cái ác có thể trừ luôn. Hãy tập cho lời nói mình chân chánh, đúng với sự thật. Hãy bỏ hết, hãy bỏ hết những xảo ngôn, tráo chát, những tiếng thô lỗ, tập cằn. Hãy tập cho lời nói mình chân chánh, đúng với sự thật. Hãy bỏ hết những xảo ngôn cáo chát, những tiếng thô lỗ cọc cằn. Phàm những khi bàn luận việc chi, phải nói tỏ tường ngay thẳng. Đối với kẻ dưới bề trên, lời nói phải cho hiền lương đức hạnh. Và những sự chỉ dạy khuyên bảo kẻ khác, làm theo lẽ phải, đều có ích lợi cho chúng sanh và điều hợp với tinh thần đạo đức. Rồi chúng ta chứng minh cái đoạn đó xong rồi phải không? Chứng minh thêm bốn câu nữa. Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ. Tích thiện thì là thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ. Tích thiện thì thường có phước dư. Bốn câu, chứng minh vô bốn câu. Thì cái bài chúng ta đã có cái cách trừ của ác khẩu nghiệp rồi đó quý vị. Quý vị có thể nắm vững bài được chưa quý vị? Trong cái đầu trang 29 cái bài chánh ngữ đó, mình có thể rút cái đoạn đó để chứng minh vào, để làm cái cách trừ khẩu nghiệp, và chứng minh bốn cái câu giảng cuối cùng để chúng ta kết thúc lại cái cách trừ ác khẩu nghiệp. Thì đó là chúng tôi đã hướng dẫn quý vị học viên trong cái câu hỏi của mình. Thì đến đây chúng tôi thấy thời gian cũng đã hết rồi. Thì thôi chúng tôi xin khép lại cái đề khẩu nghiệp hôm nay. Thì trước khi dứt lời, chúng tôi cũng xin thành tâm cầu chúc cho toàn thể hết quý vị học viên nha, cố gắng đầy đủ sức khỏe làm bài, để ai cũng được điểm cao hết trong ngày cuối khóa này. Và Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo học viên thân kính, vừa qua cô Quỳnh Thị Kim Loan đã hoàn thành xuất sắc bài giảng của mình về khẩu nghiệp. Với cái sự dày dặn kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng, cô đã trình bày hết sức là rõ ràng, mạch lạc, làm cho đồng đạo chúng ta rất là dễ tiếp thu. Thay mặt cho ban tổ chức cũng như toàn thể chư quý đồng đạo học viên, xin chân thành cảm ơn cô và cầu chúc cho cô lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, tâm sáng suốt như đài Nguyệt Kiến, tấm tánh trong như nước bích mùa xuân. Xin cảm ơn, kính mời quý vị cổ vũ thêm cho cô một tràng pháo tay nữa.